vậy là hiệp 1 màn đấu sức giữa Trần Lý FC và Barket FC cũng đã chính thức được bắt đầu. Ở hiệp 1 trận đấu này thì Barket trong trang phục màu tím sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của quý vị các bạn. Chưa thể có một tình huống dứt điểm thành công đến từ vị trí của hiệp Man City. Bóng không tới được vị trí của đội trưởng Anh Tuấn. Ở trận đấu vòng 1 thì Anh Tuấn cũng đã có được cho mình quả đích nguy hiểm vào. Rất bất ngờ, bàn mở tỷ số đã đến và đó là pha lập công của Thanh Chris. Một pha xử lý mà Thanh Chris đã cho thấy được tài năng của mình. Một cú sút dấu chân, bóng đi khó và không cho Duy De Gea bất kỳ một cơ hội nào. 1-0 dành cho Barket. Bóng đá nằm gọn trong tay của Duy De Gea. Đức Bella, Anh Tuấn, Đức Bella, cơ hội và tỷ số được Quang Minh mở đầu. Một pha lên bóng rất hay và người đã ghi bàn đó là số 30 Tuấn Anh. Anh Tuấn, Đức Bella, cơ hội cho đội bóng áo xanh được chuyền nhanh, khá nguy hiểm. Pha xoay sở rất tốt của anh Tuấn nhưng cú dứt điểm của anh đáng tiếc lại đưa bóng đi chệch khung. Đức Bella, bóng đến chân của Thức Nát, được chuyền dài, khá nguy hiểm, dứt điểm cơ vào. Một pha treo bóng cực kỳ khó chịu của Thức Nát và may mắn cho các chân sút của Barket là bóng lại tìm đến sàng ngang và được chuyền tốt. Sai lầm của thủ thành Mộng Năng, đó là cú ra chân của số 6 Đức Bêu Ba. Một tình huống dứt điểm của Đức Bêu Ba, bóng chạm vào một hậu vệ của Barket. Một bàn thắng đầy may mắn và cũng đầy bất ngờ dành cho nguy hiểm. Xin chút nữa thì số 11 Đặng Hùng của Trần Lý FC đã có món quà cho các chân sút của Barket. Phản công nhanh, Đức Bêu Ba, Đức Bêu Ba, khoảng trống dành cho anh Tuấn, cơ hội và vượt qua, rất nhịp nhàng và đó là bàn thắng thứ hai của anh Tuấn. Xin lỗi, là bàn thắng thứ hai của Tuấn Anh ở trận đấu ngày hôm nay. Một đường chuyền dọn cỗ của đội trưởng Anh Tuấn. Một pha phối hợp tam giác giữa Đức Bêu Ba, Anh Tuấn và Tuấn Anh. Và cú kết thúc của Tuấn Anh đã làm tung nóc lưới của thủ thành Mộng Năng. Mạnh đơn giản đã không thể đưa bóng lên phía trên. Vẫn đang là các cầu thủ áo xanh rất thoáng. Đức Bêu Ba, Đức Bêu Ba. Và đó là anh Tuấn. Và một lần nữa thì anh Tuấn và Đức Bêu Ba lại tìm thấy nhau. Rõ ràng là chúng ta thấy được những pha bàn bật của các cầu thủ áo xanh là tốt như thế nào. Họ liên tục khiến cho hàng thủ của Barket phải chơi với. Đây rồi, Đức Bêu Ba. Quá đông các cầu thủ áo tím cũng đã kịp thời can thiệp. Anh Tuấn, chân trái, cú dứt điểm đưa bóng đi hơi cao. Lại là một pha lên bóng của đội bóng áo xanh, dứt điểm ngay. Một pha dứt điểm rất quyết đoán của Sơn Say. Áp sát rất khó chịu, nguy hiểm, cơ hội. Vào!
đó lại là anh Tuấn. Rõ ràng là những tình huống pressing của Trọng Bình đã khiến cho thủ thành Nặng Mông mắc sai lầm. Và ngay lập tức thì họ đã bị trừng phạt bởi sự xuất sắc của anh Tuấn. Vẫn đang là các cầu thủ áo tím. Rất tốt. Được bóng vào. Đánh đầu. Và đánh đầu lại bóng kỹ thuật của Thành Chris. Quá người không được. Cơ hội dành cho đội bóng áo tím. Dứt điểm ngay. Không vào. Vẫn còn. Vào. Lần này thì hiệp Messi đã thành công. Dù trước đó thủ thành Duy De Gea đã có một phản xạ kịp thời, nhưng đồng đội của anh không kịp thời hỗ trợ. Và hiệp Messi đã có mặt đúng lúc để tung ra một cú sút điểm mang về bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Baguette. Không thành công. Được chuyền của trung vệ Linh Hàm. Đạt De Rossi. Đạt De Rossi có khoảng trống dứt điểm. Cú sút điểm kỹ thuật. Một cú sút điểm kỹ thuật và cực kỳ đẹp mắt. Đạt De Rossi đã mang về bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ Baguette. Khá nguy hiểm. Cương Di Maria, cơ hội đây rồi. Dứt điểm đây. Bây giờ thì cách biệt chỉ còn lại một bàn mà thôi. Tỷ số được rút ngắn cho còn 4-5. Một hiệp đấu đầy thăng hoa của các chân sút bên phía Baguette. Đường truyền của trung vệ Linh Hàm không được. Hiệp Messi đã không thể có một pha xử lý thành công. Anh Tuấn rất tốt. Tuấn Anh cơ vào. Pha dứt điểm đầy quyết đoán nhưng đáng tiếc bóng lại đi chạy khung thành. Bởi rõ ràng là những người đến xem thì họ đều mong muốn một trận đấu kịch tính và hấp dẫn như thế này. Anh Tuấn dứt điểm vào. Đó là đẳng cấp của đội trưởng bên phía Trần Linh FC. Một tình huống mà dù cho hai cầu thủ phòng ngự của Baguette cũng đã nỗ lực để theo kèm, nhưng với những sải chân dài thì anh Tuấn đã có lợi thế. Và cú dứt điểm của anh là quá khó đối với thủ thành Nặng Mông. Và vừa rồi thì cầu thủ của Baguette cũng đã kịp thời lùi về để cắt bóng. Người đã lùi về có vẻ như là Trung Bô Linh Hàm. Nguy hiểm. Lại là một cú dứt điểm từ xa. Sau khi trận đấu này khép lại thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho các bạn màn đọ sức giữa các cầu thủ Hồ Xoan FC và Diamond FC. Đạt De Rossi cơ hội. Không vào. Vẫn không vào. Đó là sự tập trung của thủ thành Duy De Gea. Và một bóng dành cho Đạt De Rossi nhưng chưa tốt. Hiệp Messi. Khá nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy được khả năng dứt điểm từ xa của các chân sút áo tím là rất tốt. Hiệp Messi, Thành Chris hay Đạt De Rossi đều có thể tung ra những cú sút để uy hiếp khung thành của Duy De Gea, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Đạt De Rossi, tốc độ của Đạt De Rossi rất hay. Qua người, dứt điểm. Có khoảng trống. Vào, không vào. Như vậy là tình huống vừa rồi cũng đã khép lại màn đọ sức giữa cao thủ Trần Linh và Baguette. Tỷ số chung cuộc là 6-4 nghiêng về cao thủ Trần Linh. Với chiến thắng thứ hai này thì các cầu thủ Trần Linh vẫn đang vững vàng ở trên đỉnh bảng.